Khi các bạn trẻ có thai hay đang chuẩn bị mang thai, ai cũng muốn chắc chắn là làm sao cho có được một em bé khỏe mạnh. Sau đây là những điều bạn có thể làm để em bé được sinh ra khỏe mạnh. Giữ cho lượng đường trong máu bình thường theo lời chỉ dẫn của bác sĩ là một trong những điều quan trọng nhất. Bởi vì đường máu cao trong thời kỳ mang thai sẽ gây hậu quả tai hại cho cả mẹ lẫn con. Có 3 loại tiểu đường, tiểu đường loại 1, loại 2 và tiểu đường trong thời kỳ mang thai. Loại tiểu đường này tiếng Anh gọi là gestational diabetes, xảy ra do kích thích tố thay đổi. Loại tiểu đường này sẽ hết sau khi em bé đã sinh ra và cũng không làm cho em bé bị tiểu đường. Khi bệnh tiểu đường trong khi mang thai, thường ta không có triệu chứng gì. Đó là lý do muốn biết ta có bị bệnh tiểu đường này không trong khi mang thai. Ta phải thử, thường là vào tuần 24 đến tuần 28 của chu kỳ thai. Tuy nhiên, các phụ nữ có nguy cơ tiểu đường nên được thử xem có bị hay không sớm hơn 24 tuần. Quan trọng là mình phải để ý xem mình có thể bị bệnh này hay không. Nhất là phụ nữ có gốc Á Châu hoặc là có thai ở tuổi 40 hoặc là trong gia đình có người bị tiểu đường loại 2. Trong quá khứ, bị cao đường hoặc đã bị tiểu đường trong những kỳ mang thai trước rồi. Khi bị bệnh buồng trứng đa nang, quý vị sinh con trên 4,5 kg trong những thời kỳ mang thai trước. Khi nằm trong trường hợp trên, bạn có thể khắc phục bằng cách trước khi mang thai, giữ cơ thể có kilo bình thường và không quá ký. Khi mang thai rồi, đừng lên ký nhanh quá trong thời kỳ đầu. Cho nên trước khi mang thai, hãy gặp bác sĩ gia đình để plan trước. Nhưng cũng không nên lo ngại quá nếu bạn bị tiểu đường loại 1 hay loại 2 hay bệnh đường trong những thời kỳ mang thai trước, vì không có nghĩa là em bé sinh ra sẽ không khỏe. Nếu chúng ta kiểm soát lượng đường thật chặt chẽ, vì điều này rất quan trọng. Cho nên việc planning có bầu sẽ trở nên rất quan trọng và nên tính trước ít nhất là từ 3 đến 6 tháng. Planning bằng cách nào? Sử dụng các phương pháp ngừa thai tốt khi chưa muốn có bầu. Gặp bác sĩ để được chỉ dẫn bệnh tiểu đường. Cho bác sĩ biết mình đang uống thuốc gì. Check up xem có tiểu đường hoặc cao máu không. Đã có tiểu đường rồi thì khám xem có bị biến chứng chưa. Nếu đã bị tiểu đường loại 1, giữ mức đường trong máu mỗi 3 tháng, có nghĩa là HbA1c không quá 6% hoặc 7% nếu đang bị tiểu đường loại 2. Và quan trọng nữa là đừng để quá ký. Trong trường hợp có bầu ngoài dự định thì vẫn còn thời gian để lo cho em bé được khỏe mạnh bằng cách đi khám bác sĩ sớm để bác sĩ có thể giúp bạn theo dõi tiến triển của bệnh trong lúc mang thai. Ăn uống đúng như chỉ dẫn, thường xuyên tập thể dục. Nói tóm lại, điều quan trọng phải biết là phải làm gì trước, sau và trong thời kỳ mang thai và đừng lo vì các chuyên viên y tế và bác sĩ luôn sẵn sàng giúp bạn. Sau khi sinh xong, nên tiếp tục giữ cách sống lành mạnh để không đưa đến tiểu đường loại 2 và cả gia đình nên đi khám bác sĩ thường xuyên. Tôi cũng xin nhắc lại một lần nữa, đi khám bác sĩ trước khi bắt đầu muốn sinh con. Trên đây là thông tin của www.diabetesnewsouthwales.com.au. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng gọi cho số NDSS 1800-637-700 nếu nói được tiếng Anh. Trong trường hợp cần thông dịch, gọi số 131-450. Khi có tiếng trả lời, hãy nói Vietnamese. Khi thông dịch trả lời, hãy cho biết mình muốn gọi số NDSS 1800-637-700. Xin hãy gọi cho chúng tôi.